Hello, xin chào mọi người. Hiện tại mình tham gia một chương trình lái thử xe mới hoàn toàn vừa được ra mắt, đó là mẫu Kia Carens. Không xa lạ lắm đối với chiều Việt Nam. Lần đầu tiên được ra mắt vào năm 2007 và có thể là đúng 15 năm hợp tác giữa Thaco và Kia. Trước đây mẫu Kia Carens thì mang hướng là một cái xe MPV gia đình 5+2, nhưng đối với mẫu 2023 thì trở thành một cái mẫu xe SUV hạng C luôn rồi. Kia Carens chính hiệu có tới 7 phiên bản, nhưng mà 3 loại động cơ 1.5 và động cơ 1.4 turbo và động cơ máy dầu. Thì những ai yêu thích cái sự mà tiết kiệm nhiên liệu thì có thể dùng máy dầu, nhưng mà máy dầu giá cao quá, tới 820 triệu, cộng thuế má ra cái xe gần tỷ rồi. Từ cái xe hạng C mà lên gần tỷ là cũng cạnh tranh, cũng là nó có là khúc là hơi khó khăn rồi đó. Nhưng mà cái bản base của mẫu xe Kia Carens phiên bản số sàn thì là chỉ có 619 triệu, phù hợp cho những ai kinh doanh tiết kiệm nhiên liệu với động cơ 1.5. Cái ấn tượng trên cái mẫu xe này là thiết kế đầu xe nó có hơi hướng giống như một cái xe điện, nhưng hơi tiếc là cái xe chỉ được trang bị bóng đèn LED nhưng mà không có projector. Xe này có một cái chiều dài hơn 4,5 m, chiều ngang 1,8 m và chiều cao 7,50 m. Rất ấn tượng là tuy là cái xe phân khúc hạng C nhưng mà người ngồi trong xe cảm giác rất là thoải mái. Cái trần xe rất là rộng, mình ngồi đây đó, nói chung là dư cả 10 phân đó, rất là thoải mái. Đây là mẫu xe cạnh tranh cùng phân khúc với lại Mitsubishi Xpander nè, Suzuki XL7, thứ ba là Toyota Veloz và mẫu Hyundai Trailblazer. Và mình thắc mắc là tại sao mà Thaco lúc nào cũng trình làng mẫu xe muộn so với các đối thủ, thì chắc có thể là Thaco ra mắt muộn hơn để coi đối thủ có giá thế nào rồi đưa cái giá nó hợp lý hơn. Điểm nổi bật của xe hàng là option không thiếu một cái gì hết. Từ cổng USB được trau chuốt từ phía trước, phía đằng sau, và có cả cổng USB-C cho hàng ghế thứ ba luôn. Nên là tất cả người ngồi sau đều cảm giác là ngồi trong xe nó có sự tiện nghi. Và có hệ thống máy lạnh phía sau, có sunroof trên xe. Ấn tượng là được trang bị cái màn hình 10.25 inch, có kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, rất là tiện lại cho các bạn nào mà muốn sử dụng kết nối điện thoại. Còn một cái điểm này rất là thích, các bạn nào đang mơ ước chiếc xe Audi A8 vừa ra mắt 5 tỷ đồng mà không sở hữu được, các bạn có thể mua cái xe này bởi vì cần số giống y chang à. Lý do tại sao nhiều người nhìn cái xe Audi xong rồi nhìn cái xe Kia sao có sự tương đồng về thiết kế, thực sự ra là cách đây hơn 10 năm thì thiết kế trưởng của Audi đã chuyển sang làm việc cho Kia. Thì một người thiết kế trưởng thì họ nắm được cái thiết kế thông tin công ty, một kế hoạch công ty trong vòng 5-10 năm. Vì thế là những cái mẫu xe Kia có một cái sự gì đó nó rất là giống như cái xe Audi, từ thiết kế, từ cái núp, từ cái núm điều khiển, mọi thứ chi tiết, từ cái đèn, từ thiết kế luôn. Mình hay nói vui là Kia là gì, Korea Imitated Audi. Tốc độ đang vận hành là 65. Mình tham gia cùng hành trình em báo chí ngày hôm nay, lái xe cảm giác lái cũng khá là êm ái nha. Cái dàn phuộc cũng khá là êm ái, phù hợp cho cái xe gia đình. Và đây là mục tiêu của Kia, hướng đến một cái xe ngoài việc di chuyển trong thành phố là cái xe mà có thể là du ngoạn cùng gia đình cuối tuần, và để mà có thể trải nghiệm những hình cung đường và thoải mái tự do khám phá. Cái điểm hay là tuy cái dòng xe này ở phân khúc ở Hàn Quốc là phân khúc nó bình dân, nhưng khi về Việt Nam Thaco đã có nhiều cái sự thay đổi để phù hợp với lại thị trường Việt Nam. Chẳng hạn như là cái ghế da nè, đối với thị trường Hàn Quốc là cái xe bình dân như Việt Nam là được nâng cấp lên cái bộ ghế da, bởi vì những cái ghế nỉ có thể là nó không phù hợp với thị trường Việt Nam, đặc biệt miền Bắc khi vài mùa mưa thì cái mùi nó cũng rất khó chịu. Thì chính vì thế là cái xe được nâng cấp toàn bộ ghế da, và đặc biệt là cái hàng ghế thứ ba. Thông thường đối với xe 5+2, hàng ghế thứ ba là dùng cho nước ngoài thì chở trẻ em, nhưng mà Việt Nam thì chở người lớn tuổi, nên cái xe cũng thiết kế cái hàng ghế thứ ba nó rộng rãi, nó phù hợp hơn cho người lớn. Thậm chí người ngồi 1m7 như mình ngồi phía sau hàng ghế thứ ba vẫn cảm giác rất là thoải mái với cái ghế da rất là tiện nghi.
trên xe này, đặc biệt là nó hơn các đối thủ là tất cả phiên bản đều là ghế chỉnh điện. Rồi, nãy giờ mình ngồi đây mình quên giới thiệu luôn, trên xe mình là đang lái cùng với lại phía sau lưng là anh Hải từ trang 24 giờ. Thì qua sáng giờ tham gia cái mẫu xe này, anh Hải có vài ý kiến gì về mẫu xe này không anh Hải? Thực ra theo em, cá nhân em thấy là cái sự thay đổi về kiểu dáng ngày xưa là MPV và bây giờ là trở thành một cái xe thiên hướng về SUV, nó là một cái sự thay đổi rất là đáng tiền. Cái thứ hai nữa là những cái option mà dành riêng cho thị trường Việt Nam được Thaco Kia giải quyết với bên Kia Hàn Quốc để tạo nên một cái sản phẩm đặc biệt riêng biệt cho thị trường Việt Nam, giống như là mâm, rồi ghế da, rồi những hàng ghế thứ ba. Và ngoài ra cái xe này khi mà nãy giờ ngồi trên xe thì cảm giác rất là ok, cái cảm giác nó không bị bồng bềnh quá. Ngoài ra cái động cơ thì khi nãy giờ anh Hải tăng tốc lên thì em cũng thấy là cái cảm giác động cơ cho phản ứng liền chứ không có bị delay quá nhiều. Tiếp theo nữa là cái những cái về cửa gió điều hòa bố trí rất là hay. Rồi và ngay cả cái sạc mà cả hàng ghế thứ ba đều có sạc Type-C thì đó là một cái mới mẻ và thiên hướng hướng đến người sử dụng rất là nhiều. Rồi, trên xe này vẫn có cái ấn tượng là được trang bị cửa sổ trời, rất là tiện nghi. Và một số người thích option mà xe Hàn Quốc là không có thiếu gì ngoài option hết đó. Và cái hay trên mẫu xe này tuy là được trang bị cái cửa sổ trời nhưng cái cửa gió vẫn được trang bị phía trước. Đặc biệt vậy đúng không? Đó, cửa gió và cái bệnh trước rất là tiện cho cái người ngồi thứ hai, cảm giác cái hơi gió vô rất là ok. Hãy ngồi hàng ghế thứ hai, cảm giác có thoải mái không? Hiện tại thì ngay hàng ghế thứ hai là ấn tượng nhất của mình là ngay cái phần này nó có một cái gọi là cái miếng bàn giống như ở trên máy bay á. Thì cái này anh có thể để được một cái tablet nè. Đó, rồi những ngăn nhỏ nhỏ. Và thứ hai nữa là cái khoảng không gian mà từ ghế sau cho đến hàng ghế trước rất là rộng, phải đến gần cả gang tay. Đó, rồi tư thế ghế da rồi mọi thứ nói chung là rất là nhiều học để nước và tạo cho mình cái cảm giác rất là thoải mái, tiện nghi. Nhưng mà một điểm hơi trừ nhẹ là chưa có cái bệ tì tay. Có bệ tì tay nó sẽ happy hơn. Ok, đây là những cái chia sẻ ban đầu của mình cùng với một số cùng với anh Hải từ 24 giờ trải nghiệm ban đầu trên mẫu xe Kia Seltos. Hy vọng mà sau cái chuyến trải nghiệm mà cử gửi xem hoa này, mình sẽ có một cái, hy vọng Thaco có một cái tạo điều kiện cho mình để có mình có một cái trải nghiệm đánh giá sâu hơn ở các cung đường, không những đường bằng mà những đường nó quanh co, để đánh giá xem cái vận hành của xe này thế nào. Rồi, xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại.